Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh anh hùng liệt sĩ. Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo một số bộ ngành, đại diện Giáo hội Phật giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và một số tỉnh thành phố. Tham dự đại lễ về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh. Mặt trận Vị Xuyên tỉnh Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong 10 năm kể từ năm 1979 đến năm 1989, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm với tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Quyết tâm chặn đứng quân xâm lược, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Dù giành thắng lợi oanh liệt nhưng tổn thất vô cùng to lớn. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Trên 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương, hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ chiến sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một ngôi mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng gửi tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, các cựu chiến binh, các Phật tử lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang luôn dành tình cảm, thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức nhiều hoạt động, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Gần 10 năm qua, tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, tổ chức rà phá được hơn 7,6 nghìn hectare diện tích ô nhiễm bom mìn, tìm kiếm, quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm được quan tâm tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Cùng với nhiều tổ chức, nhà hảo tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn xã hội chăm lo, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời nguyện làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Cũng trong đại lễ cầu siêu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa và nghi thức giải đậu cát tường cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình Linh thiêng Vị Xuyên nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua đó ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.